Kính thưa quý vị, ngày 28 tháng 5, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra vụ bé gái tử vong bất thường nghi bị bạo hành. Trước đó, chiều 27 tháng 5, Công an phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh nhận được thông tin từ phía bệnh viện về việc bé gái tên K khoảng 1 tuổi tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện, trên thi thể có dấu vết bất thường. Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 27 tháng 5, chị V, 37 tuổi, ngụ quận Bình Tân giao con ruột là bé K cho một người phụ nữ tên T, 21 tuổi, ngụ quận Bình Tân trông giữ trước khi đi làm. Đến gần 10 giờ cùng ngày, T thông báo cho chị V nói rằng bé K bị ho, ọc sữa có dấu hiệu tím tái. Chị V chạy về đưa con đi bệnh viện cấp cứu nhưng bé không qua khỏi. Kết quả sơ bộ khám nghiệm tử thi cho thấy bé K bị một số chấn thương vùng bụng, nghi vấn bị bạo hành. Công an quận Bình Tân sau đó mời những người liên quan lên trụ sở, lấy lời khai điều tra, làm rõ. Ban đầu, T thừa nhận có dùng tay đánh vào bụng bé K vì bé ho, ói sữa. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về plo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.